Vâng, Gado xin mến chào toàn thể các bác nhé. Và trong video clip ngày hôm nay, một clip đầu xuân, thì cũng gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể các bác, các anh em yêu âm thanh trên mọi miền Tổ quốc luôn luôn mạnh khỏe và gặp nhiều may mắn cũng như vạn sự như ý. Báo cáo bác thì trong clip ngày hôm nay thì bên hôm em hôm trước là về tổng cộng là hơn 10 chiếc súp, thì trong đó em sẽ quay lửa thì nó có mấy mã liền các bác. Nhưng trong đó hôm nay em về một cặp súp của BIB, thiệu của Nhật, và một chiếc súp của Captiva đang bị lẻ lô nhé. Hôm trước em về mà làm 3 quả đấy, hôm trước bác nhớ clip trước là em về 3 quả. Thì đợt ra Tết này nó về thêm một chiếc nữa này. Lẻ lô, gọi lẻ lô các nhé. Lẻ lô vì hàng về cùng là đóng bao nhưng về trước về sau. Thì em quay 5 chiếc súp này trước, review cho chi tiết cho anh em cũng bác nào có nhu cầu thì nhanh tay liên hệ đơn vị em nhé. Thì hôm nay tất cả những quả súp và hôm nay là hàng bãi tuyển chọn zin xịn và giá thành cực kỳ hợp lý các bác nhé, cho những bác nào đi show, sự kiện, phòng hát hoặc gia đình. Và điều quan trọng nữa, đôi quả súp này lấy anh kích thước xem một thước không. Đối với dòng súp này thì thiết kế rất là gọn, và cái thứ hai là có hộc các bác này. Hộc, em cho em quay giờ bề ngoài chứ em sẽ gì đây đấy. Có hộc nhá, tất cả những quả có hộc. Quả Captiva này thương hiệu của Mỹ thì nó sẽ là cũng có hộc, màu trắng. Thương hiệu Mỹ còn lắp ráp tại Trung Quốc các nhá, hàng bãi mà. Và bốn quả có bốn quả gọi là hai đôi BIB này, thiệu của Nhật. Thì thùng nó màu gọi là xám, màu xám. Nói chung là nó rất là đẹp, còn rất là đẹp. Bởi vì hàng bãi về như này rất là đẹp rồi, nguyên bản sơn zin nó, nguyên sơn zin nó. Em đo cái cỡ thùng cho anh với. Em sẽ đo cái cỡ thùng để bác nắm bắt được như là dòng súp 50 các nhá, súp 50. 60 này, sâu 60 này ngang. Rồi giờ em đo quả súp BIB trước. Ngang 68 rồi, sâu 56. Sâu 50 cao 56 rồi. Đến quả thùng trắng này. Trắng lẻ quả cho bác nào lắp bộ dàn hợp lý đấy. Cao rồi. Cao 52. Cao 52 này. Ngang 64, gần 65. 65, con này thì gọn hơn con BIB kiểu tí. Rồi, sâu. Sáu mươi tám, nghĩa là con này nó gọn hơn cái con BIB này vài phân đúng nhá, tầm 3-4 phân. Thiết kế rất là gọn. Nó thì nhìn gầm, bác nhìn độ đẹp, sạch sẽ rồi. Hàng về trong tình trạng tuyển chọn sạch đẹp. Và đầu tiên em sẽ quay đến con súp BIB trước. Thiết kế từ là từ 203 coi 100 hay một coi 115 đó. Sử dụng 2-4-6 gựa, 6 gông. Nó thiết kế keo của nó két ghế như keo của B3 luôn, keo hồng luôn nhé. Keo hồng. Màng rất là dày, lật nửa lên, giữ lật nửa lên cho em. Lật nửa lên. Màng bóng chống nước không nhá. Màng cực kỳ dày, đây bác nhìn trên bãi, chưa lau chùi vệ sinh đâu. Nhưng quan trọng một bát nó đẹp quá, nhìn này. Vì căng của nó không có cái căng đúng lỉ, nên là khi cái bát này, cái để vào ngửa bát này trên theo chiều này thì trên mặt này sẽ đọng bụi nhá, đọng bụi. Lau là hết thôi. Đấy, bác thấy bằng chống nước có nhá, gân độ tẩm dầu 2 lớp. Cái bác để cái vành của nó thôi, tí nó cũng được, bụi. Cái vành của nó bác này, cái vành của nó này thiết kế bằng cái mút xốp rất là cứng và dày. Rồi lật cho anh luôn mấy quả lên, tất cả đẹp, zin đẹp hết cho bác. Có hóa tổng cộng 2 đôi thôi. Thế vào sân hàng đấy, cùng chiều. Tí nâu cái đấy hết, mà trứng nước mà sạch sẽ luôn. Chiếc thứ 3 ok chưa? Chiếc thứ 4 đối dòng này có lưu nhá, đánh uy lực, đánh cực kỳ uy lực luôn. Và cái quan trọng giá tầm tiền, vì màng nó rất là dày và bát nó rất là sâu. Có nhìn lón này, côn con này côn khoảng 100-115 nếu nhá. Thử đo anh cái côn này. Không giữ cái bát này. Giữ này. Đấy, có thể thấy là 110 đấy các nhá, 110 các nhá. Và nó quả côn này lật ngũ lên cho anh đo lại cái thư từ cho anh vậy, thử đúc cho em. Côn rất là lớn luôn, bắt 50 từ 225
gọi là 23 từ 23 cũng báo giá luôn. Khai xuân đầu xuân thì em có hơn chục quả xúc về, thì em quay video này video có 5 quả trước và chiều em sẽ quay tiếp, thì báo giá luôn một quả này em đang bán mức giá là 4.800.000 đồng một quả, báo giá cho anh em như giá thợ luôn, xả đầu năm xuân cho anh em. Vì trong chiều nay lội, trong chiều nay về cực kỳ nhiều hàng luôn. Và tiếp theo một quả súp Captains. Con này công suất thông số nhá, em quay thông số cho anh em xem này. Model của nó LV18. Công suất là 600. Cực đại 1200. Lỗ chở 8 ôm. Đó nhá. Hậu sau là hậu nhôm. Đấy. Đập cái đi thùng. Đập tất cả súp của học hết, tay nắm hai bên. Dạ, súp mặt có nhá, súp mặt thì đánh nó độ phải đi rất là xa. Xa. Và tiếp theo anh Dũng đo em cái từ này với. Từ cái cặp từ hôm trước về 3 quả em bán hết rồi. Nay về thêm quả quay cho anh em. Từ cũng 23. 23. Coi coi anh đo từ hai mày hai cái ốc. Nó coi nó chính là ở cái ốc. Coi con này coi 100. Coi bác để ý, coi bác nhìn được cái viền lỗ này. Coi 100 không nhá. Từ 23 coi 100 sử dụng màng UKM. Rất là dày luôn. Đánh tiếng trống rất là sâu. Nhấc nghiêng cho em. Dụng hai ngấn cái dòng cái bát này nó giống y xì như dòng bát hôm trước cái em dòng bán cái loa cái súp ETSG kiểu màng này hoặc là cái súp của ETC. Cũng xả cho anh em mức giá 4.800.000 đồng. Cũng giá như hôm trước luôn. Trước anh bán em bán 5 triệu cơ. Lật nghiêng lên cho em. Đây bác để ý này. Cái nhện nó này, con này thì làm cực kỳ hơn là cái nhện nó này. Nó đổ keo xong bầu nó như là người ta bắt vào xong, người ta ghim vào đây, bác có thể ghim không? Ghim vào xong lại đổ keo. Đấy. Tránh tình trạng rút ra rút vô. Nguyên đai nguyên zin luôn. Bảo hành 1 năm các bác nhá. Đối thật là xúc, anh gục lại ngược lại cho em. Mà nó rất sâu, đánh tính chống uy lực luôn. Sử dụng bát của nó sử dụng 2, 4, 6, 8 gông. Đó nhá, sử dụng 8 gông. Đây phần hậu của nó đây. Captain CK18 các nhá. Captain CK công suất cũng 600W, lội chở 8 ohm. Thì hôm nay em tổng quan em review chi tiết cho bác đến 5 quả súp này. Anh em có nhu cầu thì nhanh tay liên hệ nhé. Mức giá cực kỳ tốt rồi. Đấy, quả súp bãi. Với mức giá này thì bác chơi 5-7 năm nữa thì nó vẫn là hàng bãi. Và điều quan trọng nó luôn giữ giá. Đấy. Và ngoài những sản phẩm em bán trực tiếp ra thì em cũng nâng cấp cho anh em. Thì các bác anh em có nhu cầu thì nhanh tay liên hệ em qua những số hotline đây. Hoặc đến cơ sở bên em là 364 Quang Trung Hà Đông Lộ. Hoặc 48B cư xá Ba Điểm quốc lộ 2 quận Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh cách bến xe An Sương 500-700m có nhé, cùng chiều bến xe An Sương. Bây giờ bên em sẽ tiến hành vệ sinh. Quả súp về nó đã tình trạng nó về nó đã đẹp như này rồi. Bây giờ chỉ có vệ sinh thì bát nó bụi bẩn tí thôi, vệ sinh sạch sẽ cho bác. Anh em cũng nhanh tay nhé, số lượng có ít không nhé. Đầu xuân hàng súp nó khan, cũng như hàng không về được các bác ạ.